Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 16 tháng 5 năm 2020. Giá hơi trong ngày hôm nay tiếp tục xác lập những kỷ lục mới ở nhiều địa phương với mức giá dao động 95 cho đến 96.000 đồng một kg. Giá heo tăng kích thích người nông dân tái đàn, nhưng giá heo giống quá cao đang là bức cản đối với nhiều nông hộ nhỏ lẻ. Tại thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, giá hơi đạt trên 92.000 đồng một kg. Cụ thể, một số địa phương có mức giá cao như Hà Nam đang dao động mức giá 96.000 đồng trên kg. Hà Nội trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá 94.000 đồng, và một số địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang đang dao động mức giá phổ biến 93.000 đồng trên 1 kg. Tiếp đó, giá hơi tại một số địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên đang phổ biến mức giá 95.000 đồng trên kg, trong khi đó hai địa phương Phú Thọ và Thái Nguyên phổ biến mức giá 95 cho đến 96.000 đồng 1 kg. Đây là được coi là khu vực mà có mức giá rất là cao ở thị trường miền Bắc hiện nay. Như vậy, sau nhiều ngày điều chỉnh giá, trong ngày hôm nay giá hơi thấp nhất ở thị trường miền Bắc là 92.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác ghi nhận mức giá phổ biến 93 cho đến 94.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tăng đã đẩy mạnh giá thịt lợn tiếp tục tăng phi mã. Tại các chợ dân sinh trong ngày hôm nay ghi nhận giá thịt lợn đang dao động mức giá 150 cho đến 210.000 đồng trên 1 kg tùy loại. Giá heo tăng cũng tác động không nhỏ đến đời sống, thói quen tiêu dùng của người dân và chỉ số giá tiêu dùng ở trong nước. Liên quan đến thông tin CP Việt Nam ngừng bán heo hơi kể từ ngày 15 tháng 5, doanh nghiệp này đã phát đi thông báo khẳng định sẽ tiếp tục bán song song cả heo hơi và heo mảnh trong thời gian tới. Cụ thể, đại diện CP Việt Nam khẳng định không có chuyện công ty ngừng bán heo hơi cho các thương lái. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, giá heo hơi cũng tiếp tục có xu hướng tăng. Nhiều địa phương tăng đến 3 giá so với những ngày trước đó. Cụ thể như một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An đã nhảy vọt lên mức 93 cho đến 94.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Hà Tĩnh cũng dao động mức giá 91.000 đồng 1 kg. Một số địa phương có mức giá thấp hơn như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế dao động mức giá 88 cho đến 89.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ, một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định dao động mức giá phổ biến 92 cho đến 93.000 đồng trên 1 kg. Như vậy là cũng tăng từ 2 đến 3 giá so với ngày hôm qua. Và đặc biệt đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên, ghi nhận có Đắk Lắk nhảy vọt lên mức 95.000 đồng trên kg. Lâm Đồng cũng đã đạt mốc 94.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận đang có mức giá khá tốt ở vùng này. Giá heo tăng kích thích người dân tái đàn, nhưng khan hiếm con giống và giá quá cao nên không phải ai cũng dám mạo hiểm để tái đàn. Tại Bình Thuận, hiện nay giá heo giống đang dao động 3 cho đến 3,1 triệu đồng trên một con. Còn đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, mức giá phổ biến 90.000 đồng 1 kg, cũng có những địa phương nhảy vọt lên mức 95.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể như hiện nay, Đồng Nai là địa bàn có mức giá rất là cao, dao động mức giá 95.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh đang dao động mức giá phổ biến 93.000 đồng, trong khi đó Bà Rịa Vũng Tàu đang dao động mức giá 92.000 đồng trên 1 kg. Như vậy là đối với các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, giá heo hơi đang phổ biến mức giá 92 cho đến 95.000 đồng 1 kg, mức giá rất là cao. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây như Tiền Giang, Trà Vinh cũng đã đạt 93.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long đang phổ biến mức giá 90 cho đến 91.000 đồng trên 1 kg. Trước tình hình giá heo tăng chóng mặt ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kêu gọi các doanh nghiệp kéo giảm giá heo bằng cách giảm khâu trung gian, tích cực tăng đàn, tái đàn nhằm hạ giá thành sản phẩm. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bản cập nhật chi tiết giá hơi trong ngày 16 tháng 5 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo của chúng tôi.